FF47 lại vừa nhận đào tạo và chỉnh sửa hành vi cho một bé chó GSD của một bạn gái đến từ team của võ sĩ Trương Đình Hoàng, Boxing. Chắc phải dạy cho thật tốt chứ mình thấy lực đấm của bạn ấy mạnh quá các ông ạ. Đùa vậy thôi chứ FF47 từng nhận luyện dạy một bé Corgi cho một thầy ở trung tâm Boxing của Trương Đình Hoàng. Nên nay lại được bạn ấy giới thiệu khách hàng. Dạy Malinois thể thao bảo vệ mãi nên thi thoảng cũng đổi gió với những dòng cho cảnh như này. Cũng rất là thú vị anh em ạ. Mọi người cần thức ăn hạt nhập khẩu hoặc tư vấn huấn luyện thì cứ liên hệ FF47 theo số điện thoại trên hồ sơ nhé. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ và hẹn mọi người ở cái video lần sau của FF47. Là vậy. Good. Yeah. Mời anh em theo dõi vài cái video về kiểm soát và bảo vệ đang được tập ở FF47 và hẹn mọi người ở video lần sau nhé. Đấy, cứ lùi một bước là nó tiến thôi hả? Đấy. Đấy. Đấy, cứ làm như đó đi. Rồi chào, đó, như đó ông làm ba cái đó thôi.